Vâng, thưa quý vị và các bạn, với mong muốn mang đến cho các bạn những tin tức nóng nhất, mới nhất được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước cũng như quốc tế, tình hình bão lũ Trung Quốc, tình hình bão lũ của Việt Nam. Sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, giới chức Trung Quốc hôm 17 tháng 7 cảnh báo lũ mạnh sắp diễn ra với các thành phố ở hạ lưu sông Trường Giang. Trong bối cảnh nước này vẫn đang đổ về hồ chứa đập Tam Hiệp, theo Nikkei Asian Review, các thành phố miền Trung dọc sông Trường Giang của Trung Quốc, con sông lớn nhất châu Á, đã phải chịu ngập lụt trong tuần qua với nhiều nơi vượt đỉnh lũ năm 1998. Trên khắp đất nước, hơn 3 con sông tràn bờ và 91 người đã chết hoặc mất tích. Những cơn mưa lớn đổ xuống khu vực này từ tuần trước với lượng mưa trung bình cao tới 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Thiệt hại kinh tế từ đợt lũ lần này ước tính khoảng 86,2 tỷ nhân dân tệ, tương đương 12 tỷ USD. Tại đập Tam Hiệp, công trình đa chức năng nhằm kiểm soát dòng chảy của sông Trường Giang, trong đó có nhiệm vụ chống lũ. Lưu lượng nước đổ về từ thượng nguồn dự kiến sẽ đạt 55.000 mét khối trên giây vào lúc 20 giờ ngày 17 tháng 7. Theo Ủy ban Thủy lợi Trường Giang, lưu lượng này cao hơn so với con số kỷ lục trước đó trong năm nay là 53.000 mét khối trên giây được ghi nhận hôm 12 tháng 7. Giới chức đã bắt đầu mở cửa xả hồ chứa Tam Hiệp để đón lũ và cho biết việc ngập lụt ở các thành phố tại hạ lưu là do sự yếu kém của hệ thống thoát nước chứ không phải do việc xả nước đập Tam Hiệp. Mặc dù hồ chứa Tam Hiệp ghi nhận mực nước cao kỷ lục trong năm nay, nhà chức trách vẫn chưa thông báo về việc xả lũ nhiều hơn trong thời gian tới. Tuy nhiên, người dân ở thành phố Vũ Hán và các tỉnh An Huy, Giang Tây và Chiết Giang, những khu vực hạ lưu Trường Giang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi mực nước sông trong năm nay đã nhận được báo động đỏ về lũ hôm 17 tháng 7, mức cao nhất trên thang cảnh báo lũ 4 cấp độ. Hiện nay có ít nhất 44 triệu người đã phải sơ tán để tránh lũ cho tới thời điểm này, một phần do các biện pháp chống lũ kém hiệu quả do sự yếu kém của chính quyền địa phương. Thiên tai diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc ghi nhận sự tăng trưởng trở lại trong quý 2. Chính phủ nước này hôm 15 tháng 7 cho biết sẽ chi 1,5 tỷ nhân dân tệ cho các biện pháp nhằm đối phó với lũ lụt. Từ đầu năm đến nay, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 3,7%, cao hơn so với kỳ vọng sau khi tụt giảm 7,2% vào quý 1. Chính phủ cho biết sự phục hồi kinh tế ổn định trong nửa đầu năm sẽ là nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, với việc mưa lũ được dự báo sẽ tiếp diễn trong những tuần tới, các chuyên gia kinh tế đã cảnh báo về việc lũ lụt tràn lan sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục. Chính quyền tỉnh Hồ Bắc Trung Quốc sử dụng máy bay trực thăng để tăng tốc sửa chữa đê bị vỡ trên sông Phủ Hà hôm 16 tháng 7. Công việc dự kiến hoàn thành sau một ngày. Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc cho biết giới chức trách nhiệm nước này đã triển khai biện pháp nhằm ứng phó khẩn cấp với lũ ở cấp độ 4 tại tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh. Bộ trên cho biết thêm, nhà chức trách còn quyết định duy trì biện pháp ứng phó khẩn cấp tương tự tại hai tỉnh Thiểm Tây và Cam Túc, đồng thời khuyến nghị Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Thiểm Tây và Cam Túc cần tăng cường cảnh báo sớm hơn cũng như ứng phó khẩn cấp với lũ lụt và di rời dân cư ở các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai. Các đợt nắng nóng kéo dài ở hầu hết các khu vực thuộc 4 tỉnh trên kể từ tháng 6 khiến đất đai trở nên khô cằn và nứt nẻ, làm tăng nguy cơ thiên tai khi xảy ra các đợt mưa. Quan khí tượng Trung Quốc dự báo mưa sẽ tiếp tục kéo dài trong tuần này ở miền Tây nước này với lượng mưa tích lũy cao hơn đáng kể so với các năm có điều kiện thời tiết bình thường. Trung Quốc có hệ thống ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ 4 cấp, trong đó cấp độ 1 là cấp độ nghiêm trọng nhất. Hai thành phố ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc hôm nay phát cảnh báo lũ lụt mức cao nhất, kêu gọi các địa phương chuẩn bị ứng phó mưa lớn. Thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên thuộc tỉnh Hà Nam nâng mức ứng phó kiểm soát lũ từ 2 lên 1, cao nhất trong 4 cấp độ của Trung Quốc, cảnh báo nguy cơ vỡ đập và lũ lụt bất thường xảy ra. Đồng thời, những trận mưa lớn mùa hè năm nay đã gây thêm áp lực cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong bối cảnh Trung Quốc đang phải đối phó với nền kinh tế bị trì trệ, lượng mưa kỷ lục ở Hà Nam đã gây ra lũ lụt làm hơn 300 người chết và khiến hoạt động sản xuất tại các nhà máy bị đình trệ. Thành phố Huỳnh Dương và Trường Viên nằm trong số những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Chính quyền tỉnh đã ban hành cảnh báo đỏ về lượng mưa ở hàng loạt khu vực, dự báo mưa có thể lên tới 100 mm trong 3 giờ. Hà Nam đã đình chỉ hoạt động khai thác cảng và cầu cảng, các chuyến tàu đến và đi khỏi Trịnh Châu, thủ phủ tỉnh, bị hoãn một phần hoặc hủy. Nhiều thành phố trong tỉnh đã thông báo đóng cửa trường học, giao thông công cộng, nhà máy cùng các hoạt động kinh doanh khác đến tối mai. Trung Quốc trước đó phát cảnh báo mưa lớn trên toàn quốc, bao gồm cả tỉnh Tứ Xuyên ở phía Tây Nam và Hắc Long Giang ở phía Đông Bắc. Đơn vị vận hành cho biết đập Tam Hiệp trên sông Trường Giang vẫn chưa đạt dung tích phòng lũ tối đa,
và vẫn có thể đối phó với lũ lớn hơn. Tình hình lũ lụt hiện tại ở dòng chính của sông Trường Giang không đặc biệt nghiêm trọng nên khả năng trữ nước phòng lũ của hồ thủy điện vẫn chưa được sử dụng hoàn toàn. Bảo Trứng Phong, trợ lý giám đốc Trung tâm Thông tin và Truyền thông Tam Hiệp hôm qua cho biết, đập Tam Hiệp chứng kiến trận lụt đầu tiên trên sông Trường Giang hôm 12 tháng 7 với tốc độ dòng chảy cao nhất đạt 53.000 m3 trên giây, nâng mực nước hồ thủy điện lên 149m sau khi lũ đi qua. Tuy nhiên, ông Bảo cho biết hồ thủy điện có thể xử lý được mực nước cao tới 174m. Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho biết đập có thể tiếp nhận tới 18.000 mét khối nước trên dây trong đợt lũ này nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra lũ lớn ở hạ lưu. Đập Tam Hiệp chắn ngang con sông Trường Giang, đoạn chảy qua Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc. Dự án đập Tam Hiệp là hệ thống kiểm soát đa năng, bao gồm một con đập dài 2.309m và cao 185m, âu tàu 5 tầng và 34 máy phát điện. Trước mỗi mùa lũ, hồ thủy điện sẽ xả bớt nước để đảm bảo đủ sức chứa phòng lũ. Khi lũ lớn ập đến, đập sẽ ngăn nước để chặn lũ, bảo vệ các thành phố và làng mạc ở hạ lưu. Ông Bảo cũng bác bỏ thông tin cho rằng việc xả lũ ở đập đã gây ra lũ lụt cho các thành phố hạ lưu, nói rằng một số thành phố bị ngập sau khi mưa lớn làm tê liệt hệ thống thoát nước của thành phố, không phải do lũ trên sông Trường Giang. Đập Tam Hiệp đã đóng vai trò lớn trong việc kiểm soát lũ kể từ khi bắt đầu hoạt động vào năm 2010 và 2012. Chúng tôi đã đối phó trận đại hồng thủy với hơn 70.000 mét khối trên dây và đảm bảo an toàn cho lưu vực hạ lưu, ông Bảo nói. Kể từ đầu tháng, những trận mưa lớn liên tục đã tàn phá phần lớn miền Nam Trung Quốc, khiến mực nước ở nhiều con sông vượt cảnh báo. Mưa lớn ảnh hưởng đến hàng triệu người, khiến hơn 120 người chết hoặc mất tích và gây thiệt hại kinh tế lớn. Hồ thủy điện Chiết Giang mở toàn bộ cửa xả lũ. Vũ Hán họa vô đơn chí Chiết Giang xả lũ hồ thủy điện. Vũ Hán nâng mức cảnh báo lũ Trung Quốc, nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt. Ngày 18 tháng 7, mưa lớn tiếp tục diễn ra trên diện rộng tại miền Nam Trung Quốc, ảnh hưởng đến nhiều khu vực hạ lưu sông Trường Giang. Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo động lũ lên màu cam, cấp 2 trong 4 cấp xanh vàng cam đỏ. Từ ngày 1 tháng 7 đến 18 tháng 7, lượng mưa lũy kế đo được tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc năm 1998 và năm 2016, chịu lượng mưa cao nhất trong 60 năm trở lại đây. Diễn biến mùa bão năm nay tại Trung Quốc dồn dập hơn mọi năm, nhiều khu vực chịu mưa lớn. Lặp lại thông báo nâng mức báo động lũ màu cam, Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ ngày 18 tháng 7, giải mưa rộng từ miền Nam đến khu vực phía Nam hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 350mm trên giờ. Đợt mưa lớn thứ hai của cơn bão số 1 tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 14 tháng 7. Vùng ảnh hưởng từ phía đông khu vực Tây Nam đến trung hạ nguồn Trường Giang, lượng mưa trung bình tại khu vực này từ 100-200mm. Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc, lũ cục bộ, lượng mưa đo được lên tới 600mm. Theo tìm hiểu, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 7, khu vực Đông Tứ Xuyên, Hoàng Hoài, Nam Hoa Bắc Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu đợt mưa kéo dài tiếp theo. Ngoài thiệt hại về người và tài sản, đợt mưa lũ năm nay gây ảnh hưởng rất lớn tới kỳ thi đại học của những khu vực trên. Thưa quý vị, mưa lớn gây lở đất tại tỉnh Quý Châu, Hồ Bắc đã khiến ít nhất 17 người chết và mất tích khi lũ lụt tàn phá miền Nam Trung Quốc. Một trận lở đất xảy ra tại khu vực miền núi của thành phố Đồng Nhân, tỉnh Quý Châu sáng ngày 18 tháng 7 gây thiệt hại cho 3 ngôi làng. Giới chức địa phương cho biết 6 người hiện mất tích, ít nhất 145 người phải di dời và 6 người bị mắc kẹt đã được giải cứu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhân viên cứu hộ mặc đồng phục màu cam đang lội bùn và đống đổ nát tại Đồng Nhân do nhiều cơ sở hạ tầng bị hư hại. Ít nhất 19 ngôi nhà bị chôn vùi và 60 ngôi nhà bị hư hại. Các cảnh quay trên không cho thấy một vùng rộng lớn được cây xanh bao phủ hiện bị thay thế bằng bùn đất. Một trận lở đất khác đang xảy ra cùng ngày tại thành phố Hoàng Cương, tỉnh Hồ Bắc khiến 8 người chết và chôn vùi 5 ngôi nhà. Trong số khu vực danh lam thắng cảnh buộc phải đóng cửa tạm thời vì lý do an toàn, nhiều khu vực khác nhau của Trung Quốc đã bị mưa lũ tàn phá từ tháng 6. Ít nhất 120 người đã chết hoặc mất tích do các thảm họa liên quan đến lũ lụt, trong khi thiệt hại kinh tế lên tới 41,6 tỷ nhân dân tệ, khoảng 5,9 tỷ USD. Bản tin hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu thấy hay, hãy cho một like, comment, share và nhấn chuông đăng ký. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Bản tin của chúng tôi hôm nay đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo. Nếu có đóng góp cho chương trình, quý vị hãy để lại bình luận ở phía dưới video để đội ngũ của chúng tôi kịp thời giải đáp. Còn bây giờ,
Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.